Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022. Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, các quận huyện của thành phố đã có nhiều biện pháp chủ động trong công tác phòng chống dịch để đảm bảo chất lượng khám tuyển, với quyết tâm nâng cao chất lượng và giao quân đúng kế hoạch. Năm nay, 5 quận của thành phố tổ chức khám tuyển tập trung từ Ban Chỉ huy quân sự quận. Chỉ riêng quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang do đặc thù địa bàn nên tổ chức khám cơ động tại phường xã. Các điểm khám tuyển luôn được các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận, huyện theo dõi, chỉ đạo với tinh thần khám trúng, đúng nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch COVID-19. Địa điểm khám được sắp xếp chọn lựa thuận lợi và tổ chức khoa học để thực hiện quy trình khép kín trong khám tuyển. Đối với những thanh niên trúng tuyển thì chúng tôi tiếp tục cho test nhanh một lần nữa để đảm bảo những thanh niên đó là chắc chắn là đảm bảo về sức khỏe. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi từ đây tới đến ngày giao quân. Chúng tôi tập trung công tác tuyển quân. Năm nay tình hình tuyển quân rất khó khăn. Một phần là các em học sinh sinh viên vẫn chưa ra trường, cho nên cái lực lượng dự bị cũng rất là khó. Và đồng thời trong công tác phòng chống dịch, việc tuyển quân chúng tôi phải có bố trí lực lượng, phương thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác phòng chống dịch. Để chuẩn bị cho giao quân 2022, Đà Nẵng đã điều khám 4.000 thanh niên, tỷ lệ lên trạm đạt 100% và tỷ lệ đạt sức khỏe nghĩa vụ quân sự là 36,5%. Trong đó, quận Thanh Khê và Liên Chiểu có tỷ lệ đạt sức khỏe vượt trội các năm khoảng 40%. Cũng theo ghi nhận của phóng viên, dù thời tiết không thuận lợi và quy trình khám tuyển năm nay phức tạp hơn các năm trước, song tinh thần thanh niên lên trạm rất tốt. Em nghĩ là trong mỗi chúng ta, mỗi công dân chúng ta đều có nhiệm vụ để cống hiến và bảo vệ cho đất nước. Cho nên vì vậy năm nay em xin tình nguyện đăng ký đi nghĩa vụ với mong muốn là phục vụ cho đất nước. Em hy vọng là mình trúng tuyển. Sáng nay em đi khám tuyển, em mong mình đủ sức khỏe để được đi bộ đội cống hiến cho đất nước. Năm 2022, theo kế hoạch, Đà Nẵng giao 1.000 quân cho 6 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 5 đơn vị thuộc quân khu 5. Thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ sẽ phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Đặc biệt, năm nay các quận, huyện khi phát lệnh gọi nhập ngũ sẽ có tỷ lệ dự phòng phù hợp do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng thời xây dựng phương án dự phòng khi địa bàn giao nhận quân có dịch ở cấp độ 3, 4. Dự kiến lễ giao nhận quân vào ngày 16 tháng 2 năm 2022.